tình chấp, uyên ương. Tôi là một người vô thần, không theo bất kỳ một tôn giáo nào. Nhưng 7 năm trước đã xảy ra một việc lạ lùng, làm thay đổi cả cuộc đời tôi. Lúc ấy tôi mới kết hôn được 6 tháng. Khuya hôm đó tôi thức dậy đi tiểu, đầu óc vẫn còn mơ màng ngái ngủ, thì bỗng thấy có một bóng trắng lướt qua trước mặt mình. Thế là tôi vội mở mắt ra, nhìn thấy rõ ràng đó là một nữ quỷ mặc y phục trắng, mặt dính đầy máu nhem nhuốc. Lúc đó tôi cũng không biết vì sao mình lại có đủ dũng khí để mà vung tay tát mạnh vào mặt nữ quỷ. Tôi đánh đến nỗi nó phải biến mất tiêu. Kể từ sau đêm đó, mặc dù tôi không còn thấy nữ quỷ nữa, nhưng cảm giác xui xẻo mỗi lúc một hiện rõ. Trước tiên là chồng tôi bị bệnh, phải đi bác sĩ liên tục suốt mấy ngày. Sau đó thì đến phiên tôi, nửa đêm tự dưng bụng phát đau kịch liệt, phải tới bệnh viện chữa trị mới lành. Vì vậy tôi cảm nhận rõ ràng là vợ chồng tôi đồng bị trúng tà. Để giải tà khí, chúng tôi phải đi khắp nơi tìm thầy làm phép trục quỷ, nhưng chẳng ăn nhầm gì. Hoạn nạn chẳng chút thuyên giảm, vẫn hoành hành y như trước. Khi đó chúng tôi vô cùng khổ não, nhưng chẳng tìm ra cách giải quyết. Tình cờ tôi gặp một người bạn là đệ tử Phật, khuyên tôi nên học Phật, hãy dùng Phật pháp để giải quyết vấn đề hóc búa này. Chúng tôi lâm vào cảnh bệnh nặng, cần lương y, chẳng còn cách nào khác, đành phải nhào tới ôm chân Phật thôi. Thế là chúng tôi đến với Phật giáo. Sau khi học Phật, chúng tôi bắt đầu ăn chay, phóng sinh, tụng kinh Địa Tạng. Chúng tôi tụng được mấy mươi bộ Địa Tạng rồi, thì một đêm nọ tôi nằm mơ thấy nữ quỷ hiện ra, khóc lóc kể lể về thân thế của cô cho tôi nghe. Té ra mấy trăm năm trước, cô ta từng là vợ của chồng tôi. Do kiếp đó cô đã treo cổ tự vẫn chết, nên bị đọa vào cõi quỷ. Cô đã đi tìm chồng ngót mấy trăm năm, cho đến kiếp này mới phát hiện ra chồng mình ở đây. Sau khi tỏ tường sự thật, tôi tuy có cảm thông, nhưng lòng rất uất phiền, bởi tôi đã hiểu vì sao chồng mình hay bị mộng tinh, di tinh. Té ra là tại con quỷ cái này, đêm nào nó cũng bò tới ngủ với chồng tôi. Tôi nhất quyết không nhượng bộ. Biết con quỷ nửa đêm mới có thể đến mê hoặc chồng mình, nên tôi canh chừng. Hễ gần đến giờ đó là bắt đầu gõ chuông niệm Phật sùm lên. Ráng do trường kỳ lo lắng, và ngày nào cũng phải thức dậy vào nửa đêm để niệm Phật hộ vệ chồng, sức khỏe tôi ngày càng suy sụp vì thiếu ngủ nghiêm trọng. Nhưng tôi vẫn gan lì, ráng cầm cự chiến đấu như vậy ngót 2 năm. Cuối cùng tôi thu được kết quả là bị bệnh tim và ngã lăn ra xỉu. Không phải tôi bị nữ quỷ dọa cho xỉu, mà là do kiệt sức quá nên ngất đi. Cứ kiểu này mãi thì xem ra tôi chịu hết thấu rồi. Do bị khổ não hành hạ cả thân lẫn tâm, nên bệnh tim của tôi càng kéo dài, khó có thể sống an. Thế là đầu xuân, hai vợ chồng tôi đồng quyết định vào tháng 4 này sẽ cùng lên chùa xin xuất gia để chấm dứt cái trận chiến oan nghiệt kỳ khôi giữa người và quỷ. Nhưng chúng tôi chưa kịp thực hiện dự tính thì con quỷ cái đã nhanh dẫu ra tay trước. Lần này ả đã nhập thẳng vào chồng tôi, hung dữ muốn giết tôi. Thú thực là mấy năm nay cùng với ả chiến đấu ròng rã, tôi đã quá đuối mệt lẫn thương tâm, nên ngay giây phút cận kề cửa tử, tôi cũng có ý chán nản, muốn buông xuôi hết. Tôi nghĩ thôi thì cam nhận một đau của ả để kết thúc hết mọi ân oán, chỉ mong ngay đây được vãng sinh cực lạc, rũ bỏ hết mọi nỗi sầu đau. Ngay lúc tôi nhắm mắt chờ, con quỷ cái đâm cho một dao để kết liễu đời mình qua đôi tay của chồng tôi, thì bỗng nghe keng một tiếng. Hóa ra nữ quỷ đã ném đao xuống đất và rầu rĩ nói: "Giết mi rồi thì ta cũng phải xuống địa ngục." Thiệt là khổ phiền quá đi. Bây giờ đến lượt tôi phát khùng. Tôi túm lấy xác thân của chồng tôi, đang còn hồn nữ quỷ gá vào bên trong, đập cho một trận tơi bời. Lúc này tôi mới hiểu thế nào là cầu sống không được, cầu chết không xong. Bị buồn phiền hành tâm tư quá sức, tôi chỉ còn một cách là đem chồng gửi vào ngôi chùa gần đó. Kết quả, sau đó, đêm nào con quỷ cái cũng mò đến tìm tôi quấy nhiễu. Nó khóc kể rùm beng bên tôi, than rằng: trong chùa có tượng Hộ Pháp canh giữ, tôi không cách chi vào được. Nữ quỷ quấy phá làm ồn đến mức tôi chẳng tài nào ngủ được. Cuối cùng, tôi đành đăng đỉ, thỉnh cầu sư phụ trong chùa mở lòng từ bi, lập bàn siêu độ cho nữ quỷ giùm. Bởi chùa này chuyên tu niệm Phật, vì vậy mục đích siêu độ là cầu cho nữ quỷ được sinh về cực lạc. Khi pháp hội niệm Phật được tổ chức, mang lại hiệu quả thù thắng không gì sánh bằng. Bởi dưới quy lực gia trì của Phật, tôi đã nhìn thấy các tiền kiếp của bộ ba chúng tôi, nhìn rõ mồn một những gì xảy ra trong đời quá khứ, tháo gỡ được guốc mắc cho cả ba, hai người, một quỷ. Chân tướng luân hồi ngàn năm cuối cùng được hé lộ như sau. Đôi chim uyên ương. Nhiều kiếp rất lâu xa về trước, có một đôi chim uyên ương xinh đẹp ngủ nơi một cái hồ thanh vắng. Có một thằng bé hay tới hồ và phát hiện ra đôi chim này. Nó thường đem thức ăn đến cho chúng. Trải qua một thời gian dài, ngày nọ khi tới hồ chơi, thằng bé bắt gặp con chim trống đứng cô đơn buồn rầu, chẳng thấy con mái đâu. Thế là nó tìm khắp nơi và phát hiện trên không trung có một con chim ưng hung ác đang quắp lấy con chim mái bay xa. Thằng bé chẳng biết làm sao, đành mang thức ăn tới an ủi con chim trống. Nhưng con chim trống vẫn cúi rũ, không thèm động đậy. Hôm sau, thằng bé ra thăm chim trống, nó vẫn nhịn đói không chịu ăn bất cứ thứ gì. Mấy ngày sau thì chim trống chết đi. Thằng bé rất buồn, đành mang con chim trống đi chôn. Từ đó nó không ra hồ chơi nữa. Uyên ương đầu thai. Thời gian qua nhanh, thấm thoát đã mấy trăm năm. Đôi uyên ương luân hồi vần xoay, cuối cùng cũng được tương ngộ. Chúng đồng sinh vào cõi người. Chim trống đầu thai làm nam, chim mái đầu thai làm nữ, và kết thành một đôi phu thê nghĩa tình khăng khít. Ngày nọ, người chồng đi vắng, cô vợ và bà mẹ chồng phát sinh gây cãi dữ dội, tới nỗi cô dâu nhất thời kỹ quẩn, treo cổ tự tử. Nàng chết rồi thì đọa ác đạo, phải mang thân quỷ. Nhưng do chẳng buông xả được tình yêu đối với chồng, nên nữ quỷ này một bậc đi tìm Đức Lan Quân trong gút ngàn thống khổ. Qua từng lần luân hồi lục đạo, mãi cho đến mấy trăm năm sau là đời hiện tại đây, người chồng của nữ quỷ kiếp này vẫn sinh làm nam nhân, còn tôi chính là thằng bé thuở xưa từng cho đôi uyên ương ăn, kiếp này đã mang thân nữ. Do nhân duyên chín mùi, tôi và nam nhân là chim trống kiếp xa xưa kết thành chồng vợ, còn nữ quỷ đang quấy phá kia chính là hậu thân của con chim mái. Suốt mấy năm trời cả ba chúng tôi cùng quần thảo, giờ mới biết rõ chân tướng liên quan. Té ra đây là một trường nhân duyên hồi hộp tạo thành bi hài kịch. Dưới Phật lực cao thâm vi diệu không thể nghĩ lường, tôi bị chiết phục và phát sinh niềm tin tuyệt đối. Từ đó chúng tôi tu hành miên mật và hưởng được quả ngọt của công phu. Tổng kết lại lịch trình tu suốt 7 năm nay, tôi rút ra được mấy điều hay, xin được ghi để đồng chia sẻ cùng với mọi người. 1. Ăn chay được nhiều lợi ích. Trường trai được 4 năm, tôi phát hiện ra ăn chay có mấy điểm tốt. Thứ nhất, bệnh nặng dễ chữa. Năm đó chồng tôi tế bào bạch cầu giảm đến mức không còn lực miễn dịch. Nhờ trường trai phối hợp với điều trị, vừa tốn tiền ít lại được lành bệnh. Hiện nay bạch cầu đã phục hồi bình thường, bác sĩ khen, quả là kỳ tích. Việc thứ hai, phúc báo tăng thêm. Từ khi tôi ăn chay rồi, một bề không công tác, chỉ nương vào nguồn thu nhập cho thuê phòng mà sống, nhưng lại có tiền dư để dành, sống nhàn nhã. Bởi người ăn chay ít bị bệnh, mà dẫu có vướng bệnh chỉ cần uống chút thuốc là lành. Đồ chay lại rất rẻ, hàng ngày vợ chồng của chúng tôi ăn không hết 10 đồng. Chuyện thứ ba là tiêu nghiệp chướng. Người ăn chay không có kết quán cùng chúng sanh, nên tiêu nghiệp nhanh hơn người ăn mặn, tu hành ít bị chướng ngại. Điều thứ tư, được trẻ hóa. Tôi năm nay 38 tuổi, nhờ ăn chay mà nhìn trẻ hơn thực tế. 10 tuổi, các nữ sinh ưa trẻ đẹp, thì hãy ăn chay nhé. Nghịch duyên cũng là phúc. Hồi đầu tôi luôn cho rằng gặp nữ quỷ kia đúng là quá xui xẻo, quá bất hạnh. Vì bị mắc bệnh thì không thể làm việc kiếm tiền. Nhưng chính giờ đây mà tôi thấm thía nỗi khổ, ái biệt ly và hiểu rõ lý nhân quả luân hồi. Do nữ quỷ này quấy phá liên tục khiến cho cuộc sống của chúng tôi cực kỳ thống khổ. Ả đã ép ngặt và thúc đẩy khiến hai kẻ vô thần như chúng tôi phải bước vào con đường học Phật. Còn nữa, nhân vì nữ quỷ hàng ngày xuất hiện khiến tôi ngày nào cũng phải niệm Phật ngót 10 mấy tiếng đồng hồ. Mỗi ngày ít nhất phải niệm 5 vạn hiệu, có nghĩa là 50.000 trở lên. Tôi kiên trì như thế suốt 3 năm trời. Nhờ vậy mà đại môn của thế giới cực lạc đã mở rộng trước mắt tôi. Kết cuộc thế này đúng là quà tặng. Dù tôi có dùng lắm ngôn từ cũng không sao diễn tả hết được. Cho nên lúc nghịch duyên xuất hiện cũng là thời cơ tốt giúp mình tu hành. Giống như người bị cọp dữ rượt đuổi sát vong, đương nhiên phải chạy bán mạng, lo tu chí chết. Niệm Phật hay tuyệt vời. Con đường tu học của tôi đặc biệt kỳ quái. Do bị nữ quỷ ép ngặt nên lúc nào tôi cũng phải đề tỉnh tinh thần để tu hành. Vì muốn mau mau thoát khỏi con quỷ cái này, điều ả đi xa, nên tôi phải dốc hết toàn lực mà thực hiện. Thuở mới bắt đầu tu, trước tiên tôi tụng kinh, niệm chú. Buổi khuya tụng chú Lăng Nghiêm, sáng tụng kinh Di Đà, 9 giờ tụng kinh Địa Tạng, chiều tụng kinh Kim Cang và 3 biến chú Đại Bi. Tối còn tụng một bộ kinh Địa Tạng nữa. Thời gian tụng kinh rất dài và mệt. Tôi vốn là kẻ vô thần, do bị quỷ phá mà biến thành tín đồ ngoan đạo. Ngày tháng tụng niệm như vậy, tôi kiên trì thực hành mới gần 1 năm, thì vào một sáng nọ, tôi tụng kinh vừa đến hồi hướng thì bị nữ quỷ quấy nhiễu, khiến tôi rất buồn, pha lẫn tuyệt vọng vì thấy nữ quỷ không sợ kinh chú. Thực ra không phải kinh chú không linh, mà do tôi mới hành trì, tâm còn đầy tán loạn, tham sân si, nên không thể chiêu hiệu quả tốt ngay tức thời được. Nhưng lúc đó tôi mất niềm tin, lo tìm phương cách mới. Vợ chồng tôi bèn tìm thuê một ngôi nhà nơi hoang sơn, chung quanh có 10 mấy ngôi mộ. Ở đó suốt 6 tháng ròng, chuyên tu tĩnh tọa quán tưởng. Lần đầu tiên tu quán, chúng tôi quán Vô Lượng Thọ Kinh. Hễ mặt trời mọc thì ngồi quán, khi hoàng hôn buông xuống thì ngồi tĩnh tọa 2 tiếng nhìn trời lặn. Ban ngày rảnh thì niệm Phật. Quán tưởng được mấy tháng, chẳng thu chút kết quả nào. Đã vậy còn tu lạc, bởi vì vừa nhắm mắt thì thấy một phiến tối đen. Căn bản là do thực hành không đến. Tệ hơn nữa là tính khí nóng nảy phát sinh càng lúc càng tợn, và tôi nhìn thấy con quỷ càng lúc càng rõ hơn. Chúng tôi ráng tu chừng nửa năm thì chịu hết nổi. Cuối cùng đành cuốn gói thu cờ quay về. Tùng kinh chú, tĩnh tọa, quán tưởng gần 2 năm xem ra chẳng ổn. Tôi bèn thử nghiệm quay sang chuyên niệm thánh hiệu Phật A Di Đà, và bỗng phát hiện ra hàng ngày chỉ cần nửa đêm tôi thức dậy dốc tâm chí thành niệm Phật thì nữ quỷ tuyệt đối chẳng dám đến gần giường, ngược lại còn biến mất tâm, không thấy tung tích. Có lúc vào mùa hạ, khoảng 8 giờ tối, tôi đi tản bộ, vừa bước vừa niệm, rất bình an. Có khi gặp quỷ, tôi cũng thấy chúng lui vào hai bên lề đường, còn quỳ xuống chắp tay vô cùng cung kính. Đúng là niệm Phật, thánh hiệu hiện tiền, khiến quỷ tôn kính lui xa. Thật ra cũng nhờ thời gian kiên trì tu rị tu rục ban đầu làm nền tảng, đã tập cho tâm trí của chúng tôi quen dần với Phật Pháp, dễ nhiếp niệm an tĩnh hơn. Tháng 3 năm 2010, tôi gặp và nghe Pháp Sư Tịnh Không giảng Tư tưởng tịnh độ của Đại sư Thiện Đạo. Càng hiểu rõ thánh hiệu vi diệu, mới biết phương pháp tu tập trước đây của mình không có kết quả là do không phù hợp. Bởi chúng tôi căn cơ tệ lậu, tập khí xấu còn nhiều, nhờ tin sâu vào quy luật của Phật A-di-đà từ bi nhiếp thọ, thầm nghĩ nếu mình ra công niệm chuyên nhất, chắc chắn sẽ vãng sanh cực lạc. Do quá khổ mới khát khao mong được giải thoát ngay trong đời. Vì vậy mà dũng mãnh tu, chí thiết niệm Phật, nhất tâm nương vào sự che chở của Ngài. Nhờ vậy mà chúng tôi dốc lòng niệm danh hiệu Phật trong mọi thời khắc, đi, đứng, ngồi, nằm, bất kể thời gian bao lâu, cứ niệm chuyên nhất không rời, ráng tạo nghiệp chánh định. Thông qua thời gian dài hành trì niệm Phật, chuyện biến lớn đã hiển hiện. Thấy rõ nhất là để chồng tôi, anh do trường kỳ sống cùng quỷ nên thần trí mê mờ, mặt bị ám đen. Từ lúc anh đã biết nhiếp tâm tu, kiên trì niệm Phật chuyên nhất rồi thì đêm ngủ bắt đầu an lành, thân thể cũng bắt đầu hồi phục bình thường, mặt hết xám đen mà trở nên sáng rỡ. Ngày xưa lúc mới tu, hễ anh vừa niệm Phật là sinh buồn ngủ, nhưng hiện nay có thể cả ngày tinh tấn niệm Phật, mặc dù nữ quỷ không hề muốn buông tha cho anh được vãng sinh cực lạc, nhưng ả cũng không còn có thể đến gần quấy nhiễu, chẳng tài nào làm chướng ngại việc niệm Phật của anh được rửa. Ả cũng hết tìm tôi quấy rầy, và tôi phát hiện những vướng mắc luyến ái trong lòng của mình cũng phai nhạt đi. Tự nguyện buông hết mọi ưu tư chấp trước, xin phó thác tất cả cho Phật sắp xếp an bài. Nhờ vậy mà tâm an, tôi trở nên hạnh phúc. Khi mới đến với Phật giáo, tôi từ tâm thái tạp hạnh, tạp tu mà tiến dần đến niệm Phật chuyên nhất, tạo nghiệp chánh định. Nhờ hiểu rõ và tin sâu rằng nếu dốc tâm chuyên niệm, ắt được vãng sinh. Do vậy mà tôi kiên định an tâm nơi câu niệm Phật, sau đó còn tích cực giới thiệu mọi người pháp môn này. Cũng nhờ niệm Phật chuyên nhất mà tôi được Phật lực gia trì, khiến tâm tư mở sáng, hiểu rõ nhân quả ba đời của ngàn năm, nhớ được tiền kiếp cả ba đứa. Tôi cũng từng thấy thánh dung Phật A-di-đà và chiêm ngưỡng thánh cảnh Tây Phương, tất cả nhờ vào y đức của câu Phật hiệu ban tặng cho. Xin chia sẻ mọi người câu chuyện của tôi, mong quý vị xem xong đều được lợi ích. Thừa Ngọc. Nếu như chúng ta không phát giác thiên chấp của mình thì sẽ bị những điều tốt xấu che lấp, cũng chính là cố chấp giá trị tiêu chuẩn của mình là đúng, nên không sợ gì, không cần suy xét hoàn cảnh bên ngoài. Con người sống ở đời thường có rất nhiều phiền não. Tinh thần căn bản của Phật Pháp là phải dạy mọi người đoạn trừ phiền não. Đoạn như thế nào? Có rất nhiều phương pháp. Khi chúng ta truy cứu nguồn gốc phiền não thì sẽ phát hiện có một loại phiền não, chính là theo lập trường chủ quan của mình, không thể đổ thừa hoàn cảnh bên ngoài hoặc người chung quanh đồng ý. Mỗi người đều hy vọng được người khác tiếp nhận, thậm chí hay khống chế người khác. Nhưng có rất ít người bằng lòng tiếp nhận ý kiến của người khác, lại không nói được lý do khống chế người khác. Như thế sẽ xảy ra sự mâu thuẫn, xung đột giữa người với người, giữa người với hoàn cảnh. Có một cặp vợ chồng sau khi kết hôn nhiều năm, sống rất hạnh phúc với nhau, nhưng vẫn phải ly hôn. Khi họ làm thủ tục ly hôn, cả hai người đều rất buồn. Ngay bản thân họ cũng nghĩ không ra. Rõ ràng tình cảm của hai người còn rất sâu nặng, làm sao có thể đi đến tình cảnh này? Nguyên nhân sức khỏe người vợ rất yếu, không chịu được gió. Cho dù thời tiết rất nóng, chị cũng không chịu được một chút gió. Chị không chịu được máy lạnh, cũng không chịu được quạt máy. Ngay cả cửa sổ chị cũng không dám mở. Nhưng ngược lại, người chồng thì rất sợ nóng, không có máy lạnh thì không ngủ được. Cho nên Mặc dù tình cảm vợ chồng vẫn còn sâu nặng, nhưng họ không thể sống chung với nhau. Cuối cùng đành phải chia tay mỗi người mỗi ngã. Đây là bi kịch của đời người, cũng là việc bình thường của con người. Khi Đức Phật ở trong hội Lăng Nghiêm thuyết pháp cho đại chúng, Ngài đưa cánh tay lên hỏi tôn giả A Nan: "Này A Nan, ông xem tay của Như Lai thẳng lên hay là chúc xuống?" Tôn giả A Nan ỷ mình đa văn, nhưng sau khi bị Đức Phật quở trách mấy lần, nên lần này cũng không dám trổ tài, chỉ trả lời mơ hồ: "Bạch Đức Thế Tôn, theo người bình thường ở thế gian đều cho rằng bàn tay đưa xuống là chúc xuống. Con cũng không biết rốt cuộc thế nào là thẳng lên, thế nào là chúc xuống." "Này A Nan, cánh tay là cánh tay, làm sao có chuyện thẳng lên hay chúc xuống nhất định? Chỉ vì người thế gian cố chấp đưa tay lên là thẳng, duỗi tay là chúc xuống. Đây là cách nhìn mê chấp, chưa giác ngộ." Vì thế, theo cách nhìn tinh tường của Đức Phật, những điều thấy ở thế gian có rất nhiều tiêu chuẩn giá trị, đều là do chấp trước, vọng tưởng, thị phi, thiện ác của con người, vốn không có tiêu chuẩn tuyệt đối. Cũng một người, nhưng người này nhìn theo góc độ nào đó thì cho họ là kẻ xấu, nhưng cách nhìn của người kia thì cho là người tốt. Những tiêu chuẩn này đều do con người xác định ra, chưa chắc gì phổ biến ra đều đúng. Nếu như chúng ta không thể phát giác thiên chấp của mình, thì sẽ bị những điều tốt xấu che lấp. Cũng chính là cố chấp giá trị tiêu chuẩn của mình là đúng, nên không sợ gì, không cần suy xét hoàn cảnh bên ngoài. Do đó, khi hợp tiêu chuẩn với mình thì khởi tâm ưa thích, còn không hợp tiêu chuẩn thì khởi tâm chán ghét. Tâm phân biệt này chính là nguồn gốc của phiền não. Kỳ thực, căn bản cảnh giới bên ngoài là giống nhau, cũng giống như cánh tay của Đức Phật, chẳng phải thẳng lên, chẳng phải chúc xuống. Nhưng do cách nhìn của mọi người khác nhau, nên có đánh giá và phản ứng không giống nhau. Nếu như chúng ta thường xét lại thiên chấp của mình, thì đối nhân xử thế sẽ rất viên dung. Có một bà mẹ nói với tôi, ở trường con của bà đứng đầu việc đánh lộn với bạn học. Kết quả, con bà bị thầy giáo xử phạt rất nhiều lần. Thật sự học sinh này đánh lộn với bạn đồng học là do nó vốn học giỏi, lại không chịu hình phạt của thầy. Thầy giáo không hỏi nguyên do mà quở trách con bà, cho các học sinh kia là tốt, còn con bà là học sinh dở. Kỳ thực, học sinh cầm đầu đánh lộn này vốn có thành tích học tập rất tốt. Mọi người hãy xem, rõ ràng phạm lỗi giống nhau, nhưng học sinh có thành tích xấu thì vô sự, thành tích tốt thì bị phạt. Thầy giáo dựa vào thành tích tốt, xấu mà đánh giá tiêu chuẩn đức hạnh. Chúng ta thấy sự sai lầm rất rõ ràng, nhưng thầy giáo này hoàn toàn không biết. Trên sự thật, nhiều khi chúng ta cũng như thế, hoàn toàn không biết sự sai lầm của mình. Do đó, Phật Pháp chỉ dạy chúng ta thường quan sát ý nghĩ nhỏ nhặt của mình, đừng bị nó che lấp. Bất luận cảnh giới bên ngoài thay đổi như thế nào, nhưng tinh thần vẫn không bị lay động. Như thế thì chúng ta đoạn trừ được phiền não. Bài 2. Phiền não nổi lên như sương mù che mây. Chúng ta học Phật là học trí tuệ của Đức Phật, biết rõ nguyên nhân phiền não khởi lên mà đối diện nó, tiếp nhận nó, xử trí với nó, buông bỏ nó. Thế giới chúng ta đang sống đều là thế giới chính mình được thể nghiệm, chưa chắc gì người khác cũng có kinh nghiệm giống nhau. Thế nên ông nói, ông cho là có lý, bà nói, bà cho là có lý. Nếu như mỗi người đều chấp ý kiến của mình, ai cũng không chịu nhường nhịn, như thế sẽ chống đối nhau mãi mãi không ngừng. Có rất nhiều sự xung đột, tranh chấp là do như thế. Chúng ta cần biết rõ tính yêu thích chủ quan của mình chính là do tâm phân biệt. Hễ có tâm phân biệt thì có chấp trước, phiền não liền theo. Chúng ta suy nghĩ những thứ phiền não này đều chẳng phải từ hoàn cảnh bên ngoài, mà hoàn toàn là do chính mình chuốc lấy. Giống như mây mù, mưa móc đều giăng khắp mặt đất, nhưng bầu trời xanh ẩn trên tầng mây, không bị khí hậu ở mặt đất làm thay đổi, gây trở ngại, mãi mãi trong xanh. Trí tuệ thanh tịnh, tầm từ bi của chúng ta giống như bầu trời trong xanh. Nhưng chúng ta bị hiện tượng hoàn cảnh bên ngoài mà sinh ra tâm phân biệt, tâm sân hận, giống như mây mù giăng khắp mặt đất, che lấp trí tuệ thanh tịnh, tầm từ bi vốn có của chúng ta. Theo cách nhìn thông thường của mọi người, dường như những gì phiền não gây ra không thuận lợi đều do người khác tạo thành. Như có một người đang đi trên đường bình yên, bỗng bị người kia lái xe đụng vào bị thương tích, ngã té nhào, thì người ấy có đúng không? Người kia có nghĩ đến lỗi mình không? Người bị xe đụng té, thân thể đã bị thương tích. Nếu như người này vẫn oán trời trách người, khiến cho phiền não dày vò mình, thì ngay lúc ấy tâm lý cũng bị thương tổn. Như thế chẳng phải liền bị gục ngã đó sao? Cho nên Phật Pháp dạy chúng ta phương pháp đoạn trừ phiền não, chính là dạy chúng ta đừng bị ảnh hưởng hoàn cảnh thay đổi. Vô duyên, vô cớ bị xe đụng gây thương tích, thì hãy nhanh chóng đi khám bác sĩ, vẫn phải báo liền với công an. Mục đích chúng ta báo cho công an biết không phải báo thù, mà là dựa vào tâm từ bi. Người đó phạm sai lầm, cần phải bị luật pháp trừng phạt, không thể để họ chạy trốn, để tránh việc họ biết sai mà không sửa, lần sau vẫn đụng người khác. Giả lại, chính họ sớm muộn gì cũng sẽ bị người hại. Chúng ta xử sự như thế, tuy thân thể bị thương tích, nhưng trong tâm không có căm giận oán thù. Tâm lý không có tổn thương, phiền não không khởi, tai bay dạ gió này chỉ nhỏ nhặt không đáng kể. Có rất nhiều người nói, tôi là người tốt, vì sao tôi vẫn gặp nhiều khổ nạn như thế? Chúng ta phải biết, có thân vật chất thì có quả báo, có chướng ngại. Giống như có đất đai, sông núi thì có gió, mưa, mây, sương mù. Bậc chân tu cũng phải chịu quả báo. Đức Phật từng bị Đề Bà xô tảng đá văng bị thương, cũng từng mắc bệnh nặng. Devadatta, gọi tắt là Đề Bà, là em họ của Đức Thế Tôn, anh của A Nan, con của trưởng giả Thiện Giác và là em của công chúa Yajudala. Khi Đức Thế Tôn về thăm cố hương của mình, ông đã cùng với những người thanh niên của dòng họ Thích Ca như A Nan, A Na Luật, Ubali vân vân đã xuất gia và theo làm đệ tử của Đức Phật. Trong suốt 12 năm trường, ông thường có thiện tâm và nỗ lực tu tập nhưng không chứng được thánh quả, nên dần dần tâm ấy thối chuyển và sanh ra ác niệm. Mặc dù chịu quả báo và chướng ngại, nhưng tâm các ngài không bị phiền não đau khổ. Bậc chân tu khác với phàm phu ở chỗ này. Có rất nhiều người đến than thở với tôi. Họ nói bản thân ăn chay, niệm Phật, hết lòng giúp đỡ mọi người, nhưng trong nhà vẫn xảy ra tai nạn bất hạnh. Do đó, họ cho rằng ăn chay, niệm Phật, làm việc thiện đều vô ích. Hàng phàm phu gặp khổ nạn thì tín tâm liền thoái chuyển. Bậc chân tu buông xả tự ngã, không bị phiền não làm chướng ngại. Chúng ta học Phật là phải học tập trí tuệ của Phật, biết rõ nguyên nhân phiền não khởi lên mà đối diện nó, tiếp nhận nó, xử trí với nó, buông bỏ nó. Phật Pháp rất dễ, nói tới nói lui đều là những đạo lý này. Chỉ cần chúng ta thực hành thật sự thì được an lạc. Bài 3. Phước đức, trí tuệ, đời đời bền vững. Dùng nhân sinh hư huyễn, mượn giả tu chân, mưu cầu hạnh phúc cho mọi người, sáng tạo tương lai tốt đẹp cho mình. Đây mới là phước đức, trí tuệ chân thật và đời đời bền vững. Chúng ta nhìn Phật Pháp bằng trí tuệ thì tất cả Pháp thế gian, bao gồm vợ con, nhà cửa đều là có tạm thời, chỗ nương tựa huyễn ảo. Nhưng là phàm phu, chúng ta không thể không có tìm kiếm để có chỗ nương tựa. Dựa vào chỗ tạm thời thì thế nào cũng không có chắc chắn. Giả lại, mong muốn bình thường của cuộc sống thế tục là khuyến khích mọi người hãy nỗ lực hướng thượng, bằng không thì trong cuộc sống sẽ mất đi nguyên nhân và động lực. Điều này giống như một người sắp chết chìm. Họ đang ở giữa biển cả mênh mông mờ mịt, nhìn xa thấy một chùm cỏ trôi dập dềnh, ánh sáng chiếu lại, giống như một chiếc thuyền con. Sau khi người này nỗ lực bơi về phía trước thì mới phát hiện chân tướng sự thật. Cho dù như thế, nhưng niềm hy vọng muốn sống thúc đẩy chúng ta không ngừng nỗ lực nên có sức sống vô hạn. Nếu như chúng ta bắt đầu bỏ đi niềm hy vọng thì chỉ có ngồi chờ chết. Thế nên, đối với người phàm phu mà nói, hy vọng là một ảo ảnh xinh đẹp. Mọi người nỗ lực tìm kiếm, sau khi được rồi thì mới phát hiện đó chỉ là mộng huyễn, ảo ảnh. Có những người tỉnh ngộ điều này, nhưng có người vẫn tiếp tục chạy theo ảo ảnh. Một đời người là đang tìm cầu giữa huyễn diệt và tỉnh ngộ. Chúng ta muốn biết thì phải tìm kiếm theo ý nghĩa tôn giáo. Do đó, Phật Pháp không phản đối mọi người tìm kiếm các thứ thành tựu. Chỉ là từ xưa đến nay, bất cứ người nào phát minh sáng tạo để lại danh tiếng vang dội, hoặc là gặp phải tình cảnh gian truân thê thảm, đều chỉ là ghi lại một đoạn nhân sinh, không có sự sai biệt tuyệt đối, tốt hay xấu. Trí tuệ Phật Pháp là nhắc nhở mọi người tu học. Chúng ta thành tựu ở thế tục, nghĩa là chỉ vào đời làm những việc thiện thế gian. Nếu như chúng ta chấp huyễn cho là chân, bất chấp tất cả liều mạng mà làm, thì chỉ có rơi vào tình cảnh kiệt sức mất mạng mà chẳng được gì. Do đó, chúng ta tùy thuận tất cả tướng mà lìa tất cả tướng. Nỗ lực xây dựng nhân sinh mà chẳng đắm trong thành tựu, không cần lo được, lo mất, lại không nên do đó mà hại người, hại mình. Trong xã hội có rất nhiều người thể hội chuyện này, nên họ có thể giảm bớt rất nhiều về sự tranh chấp, cấu xé, gây nhiều phiền não ở thế gian. Chúng ta cũng dùng phương hướng này thì mới có thể điều chỉnh mình, nỗ lực thực hành, dùng nhân sinh hư huyễn, mượn giả tu chân, mưu cầu hạnh phúc cho mọi người là sáng tạo tương lai tốt đẹp cho mình. Đây mới là phước đức, trí tuệ chân thật và đời đời bền vững. Bài 4. Tùy tướng mà ly tướng. Thuyền chạy trên nước không để vết, chim bay không để lại hình bóng. Thành, bại, được, mất đều không làm tâm lay động. Đó chính là bậc đại trí tuệ, tự tại, giải thoát. Chúng ta sống ở thế giới này, trong một ngày làm việc và nghỉ ngơi, nhất định phát sinh mối quan hệ qua lại giữa người và sự vật ở bên cạnh. Có mối quan hệ qua lại rồi, thì thế nào cũng xảy ra các thứ tình cảm vui, buồn, mừng, giận. Khi hài lòng thì hớn hở vui mừng, lúc nản chí thì chán ngán, buồn rầu. Đây là tâm lý phản ứng chung của mọi người. Nhưng nếu chúng ta có trí tuệ, suy nghĩ thấu suốt về nguồn gốc vui, buồn, mừng, giận này, chẳng qua chỉ là phần thô, phản ứng tâm lý bề ngoài. Biết rõ như thế thì tinh thần của chúng ta không dễ gì bị những hiện tượng bên ngoài làm lay động. Trí tuệ Phật Pháp dạy chúng ta, khi xử lý các việc lớn nhỏ trong cuộc sống, chỉ cần tự hỏi mình đã hết sức trừ bỏ thành kiến tốt xấu của cá nhân chưa? Đồng thời cũng phải nỗ lực hết mình, chọn lựa việc làm thích hợp nhất thì được yên lòng. Còn về việc thành bại, được mất, sau khi lựa chọn không cần lo lắng. Đây gọi là tùy tướng mà ly tướng. Thế nên tôi đặc biệt nhấn mạnh cố gắng bài trừ thiên kiến tốt xấu của cá nhân. Bởi vì người bình thường rất dễ theo lập trường tốt xấu của mình để nhận xét sự việc nào đó. Do đó mà không tránh khỏi giữa chọn lọc và đối đáp, dẫn đến rất nhiều phiền não. Dựa vào thiên chấp tốt của mình và thói quen để nhận xét thường là một loại kích thích, thiếu thời gian xét lại mình. Thông thường cũng không chú ý là có di chứng hay không. Đương nhiên sẽ là mối lo về sau vô cùng. Do đó, trước khi chúng ta làm việc, phải yêu cầu đem hết sức người mà làm việc. Chính là tùy tướng, cũng chính là tùy duyên. Chúng ta đã đem hết sức rồi, thành hay bại là ở trời. Thắng không kiêu, bại không nản, cũng không cần tranh công lao hay từ chối. Như thế là ly tướng. Thuyền chạy trên nước không để vết, chim bay không để lại hình bóng. Thành bại, được mất đều không làm cho tâm lay động. Đây là bậc đại trí tuệ, tự tại, giải thoát. Vì thế, tùy tướng cần phải có trí tuệ, ly tướng cũng phải có trí tuệ. Nhưng cảnh giới tu dưỡng này chẳng phải trong thời gian ngắn mà có thể đạt được. Đối với người bình thường, phần đông mọi người đều theo vui buồn lẫn lộn ở hoàn cảnh bên ngoài. Nếu chúng ta đặt mục tiêu tùy tướng mà ly tướng để tu dưỡng, thì có thể thường nhắc nhở mình. Như thế, bất cứ là vui hay buồn cũng không bị đắm chìm quá mức. Cho dù chúng ta vấp ngã cũng sẽ đứng lên nhanh chóng, không đến nỗi ngã một lần thì không đứng dậy được. Bài 5. Biết nhiều và sự chướng ngại từ tri thức. Chúng ta phải tận hưởng lợi ích của Phật Pháp, vẫn phải xác thực theo lời Phật dạy để nỗ lực thực hành thật tu, thật chứng. Chúng ta thực hành một phần thì có thể nghiệm một phần. Đối với người bình thường, phần đông là nói hay mà làm dở. Họ nói được nhưng làm không được. Người thông minh và phần tử tri thức đặc biệt là như thế. Những người này đọc sách nhiều nên tư tưởng hiểu biết rộng, có cơ hội biết rất nhiều người, lại thêm thông minh, có khả năng học một biết 10, có thể nói họ giỏi hơn người khác. Nhưng chúng ta kiểm tra việc làm của họ, thường nói một đường làm một nẻo. Tuy họ khẳng định tôn giáo đối với xã hội có ý nghĩa giáo hóa thấu tình đạt lý, nhưng chính họ không tin tôn giáo. Họ cho rằng tôn giáo là một hiện tượng xã hội, cũng chính là một hiện tượng tâm lý. Nhưng nói theo phần đông mọi người các tầng lớp trong xã hội, thì tôn giáo có khả năng an ủi mọi người, ổn định xã hội. Cho nên tôn giáo là công cụ giáo hóa rất tốt. Nhưng họ cho rằng tự mình có một tiêu chuẩn đạo đức để yên thân gửi phận, không cần sự hướng dẫn và giúp đỡ của tôn giáo. Hiện tượng này có thể nói là sở tri chướng hoặc tri kiến chướng. Sở tri chướng là bị tri thức học vấn che lấp bản tính thanh tịnh của mình, sinh ra quan niệm vào trước là chủ. Sau đó, đóng khuôn quan niệm này để phê bình, phủ định tôn giáo, gây trở ngại đạo đức thực tiễn và thể nghiệm trong tâm về tín ngưỡng tôn giáo. Họ tự cho mình đứng trên lập trường hoàn toàn khách quan. Thực ra, người trong cuộc có thể không khách quan, nhưng người ngoài cuộc bình luận không rốt ráo thì cũng chưa chắc là khách quan. Chỉ sợ mình hiểu biết hạn hẹp mà tự cho mình cái gì cũng biết. Không những đối với mình hình thành sự chướng ngại, mà còn hướng dẫn người khác sai lầm, trở thành chướng ngại tín ngưỡng tôn giáo. Nói chung, phần tử tri thức của Trung Quốc học văn khoa đều có khuynh hướng lập trường không có tôn giáo. Dường như mọi người tiếp nhận tư tưởng chủ nghĩa nhân văn thì dễ dàng, cho rằng tín ngưỡng tôn giáo và hiện thực nhân sinh đều không phù hợp. Đặc biệt, họ có rất nhiều thiên kiến về Phật giáo. Có người ngoài việc đối chiếu những quy tắc công trình khoa học, họ còn phải giữ vững quan điểm lịch sử duy vật, nhưng họ lại dễ dàng tiếp nhận tôn giáo. Cho nên, cũng có thể nói, người học vấn cao thì có sở tri chướng, nhưng có rất nhiều người học rộng vẫn chọn một tôn giáo để nương tựa suốt đời. Những năm gần đây, phong tục vẫn giống như thế, nhưng người trong nước hay ngoài nước, phần tử tri thức tin Phật, học Phật ngày càng đông. Trong Kinh Lăng Nghiêm có một đoạn Tôn giả A Nan tự thuật: tuy có đa văn, nếu không chịu tu hành, không nghe Pháp, thì giống như người nói, ăn nhưng không bao giờ no được. Tôn giả A Nan là một vị học vấn giỏi nhất trong chúng đệ tử rất đông của Đức Phật. Nhưng tôn giả phát hiện mình chỉ dừng lại ở trình độ hiểu rõ Phật Pháp, vẫn không thể cảm nhận thực tế cuộc sống để thể nghiệm được diệu dụng Phật Pháp thật sự. Thế nhưng, Đức Phật thường khen tôn giả A Nan là đa văn đệ nhất, cho nên đa văn cũng đáng được khen thưởng. Nhưng mà đa văn vẫn phải thực tiễn, phải có kinh nghiệm hiểu biết nội dung. Người bình thường chỉ dừng lại theo thứ tự biết và hiểu, giống như học giả khảo cổ, khảo sát di vật văn hóa thời cổ, nhưng không thể trở thành cổ nhân. Cho nên, chúng ta phải tận hưởng lợi ích của Phật Pháp, vẫn phải xác thực theo lời Phật dạy để nỗ lực thực hành thật tu, thật chứng. Chúng ta thực hành một phần thì có thể nghiệm một phần, bằng không thì trên phương diện tu hành thành tựu, cho dù là tiến sĩ Phật học cũng chưa chắc bằng người không biết chữ. Bài 6. vô niệm không phải là đoạn niệm. Gọi là vô niệm thì không có vọng niệm, tâm không có phiền não, cũng chính là tâm không hề trụ. Thấy chỉ là thấy, nghe chỉ là nghe mà không khởi ý niệm tốt, xấu. Có rất nhiều người tự cho mình hiểu Phật Pháp, nhưng họ chỉ nắm được vài điều thông thường, hiểu biết lờ mờ mà dám tùy tiện lý giải Phật Pháp. Gần đây tôi nghe họ thuyết Pháp rất kỳ lạ. Họ nói Phật Pháp dạy mọi người đoạn niệm, khi gặp phiền não thì dứt bỏ nó, chẳng nghĩ đến thì phiền não không còn. Thật ra trong Phật Pháp về căn bản không có danh từ đoạn niệm. Tôi chỉ nghe nói cảnh tâm hành dứt bặt, đường ngôn ngữ đoạn rồi. Ở đây Phật Pháp nói là vô niệm. Gọi là vô niệm thì không có vọng niệm, tâm không có phiền não, cũng chính là tâm không hề trụ. Thấy chỉ là thấy, nghe chỉ là nghe mà không khởi ý niệm tốt, xấu. Bởi vì trong tâm có phân biệt tốt, xấu thì sẽ có chấp trước, có ưa thích thì muốn chiếm hữu, có chán ghét thì muốn loại trừ, suy hân tín thiệt thì phiền não nổi lên. Vì thế, chúng ta dùng đoạn niệm để đối phó phiền não. Như thế là cái gì cũng không nghĩ đến, để cho đầu óc tạm thời nghỉ ngơi. Đây là nói người suy nghĩ nhiều rất mệt thì dễ có hiệu quả, nhưng hoàn toàn chẳng có phương pháp giải quyết căn bản phiền não. Chúng ta muốn đoạn trừ phiền não thật sự thì phải đối diện nó, tiếp nhận nó, xử lý nó, buông xả nó, nhưng không phải chạy trốn nó. Có một nhà thơ nói, nếu như sinh mạng chỉ là một ly nước trong, ta thà xem nó như ly rượu đắng. Nhận xét này nhìn theo lập trường Phật Pháp là rất tiêu cực, bi quan. Có rất nhiều người cho rằng Phật Pháp là tư tưởng trốn đời, giống với tư tưởng ở ẩn của Trúc Lâm Thất Hiền vào thời kỳ Ngụy Tấn, nói nhập là một. Trúc Lâm Thất Hiền là 7 nhà thơ, nhà văn Trung Quốc, sống thời kỳ cuối Ngụy đầu Tấn, thế kỷ thứ 3, ở ẩn trong rừng trúc, đánh đàn, uống rượu, ngâm thơ, bàn triết học lão trang, nói chuyện huyền diễn để tỏ lòng chống đối chế độ đen tối đương thời. Đó là 1. Nguyễn Tịch, 2. Kê Khang, 3. Lưu Linh, 4. Sơn Đào, 5. Hướng Tú, 6. Dương Nhung, 7. Nguyễn Hàm. Kỳ thực, tư tưởng này chẳng phải Phật Pháp chân chánh. Tất nhiên, hiện nay cũng có những Phật tử cho rằng tọa thiền thời gian dài làm cho tâm yên tĩnh chính là tu hành. Nếu chúng ta nghĩ như thế thì rất dễ sinh ra tư tưởng chán đời, cũng rất dễ xuất gia. Nhưng thật sự là Phật Pháp rất tích cực đi vào đời. Lục Tổ Đàn Kinh nói, Phật Pháp ở thế gian, không lìa thế gian giác. Trong kinh Duy Ma Cật cũng nói, ví như vùng đất cao nguyên không mọc hoa sen, chỉ ở nơi thấp đất bùn, hoa này mới mọc. Nghĩa là hoa sen mọc ở đất bùn mà không mọc ở núi cao. Ở trong phiền não của chúng sinh mà quán tưởng nhân duyên, mà hiểu rõ tất cả hiện tượng ở thế gian rõ ràng đều là huyễn hóa, thì ngay lúc đó tức là không, cho nên không còn khởi phiền não. Đạo lý này có rất nhiều người đều hiểu rõ, nhưng họ không biết ứng dụng. Phật Pháp khó được nghe, Phật Pháp khó thực hành, nhưng Phật Pháp không có huyền bí khó hiểu. Cho dù người bình thường có nghe được, cũng xem Phật Pháp chỉ là lý luận nói được mà không làm được. Kỳ thật, Phật Pháp rất đơn giản, nói đi nói lại chỉ có vài câu, quý ở thực hành thật sự. Từ nhỏ, tôi cảm thấy Phật Pháp rất có ích, cho nên tôi một lòng hoằng Pháp, tín tâm kiên cố. Bài 7. Thế nào là tu hành? Tu hành chính là sửa đổi triệt để thói quen của chính mình, để cho mình là một người có lý tính, có trí huệ. Sửa đổi mình là tâm thái an nhiên khi đối diện mọi hoàn cảnh. Có rất nhiều người cho rằng ăn chay, tụng kinh, lạy Phật sám hối, làm công tác từ thiện, thậm chí tu thần thông, tu đạt được năng lực không cần đoán cũng biết, hoặc khai thông khí mạch trên thân, gọi đó là tu hành. Thật ra, nói về tu hành rất đơn giản. Chính là sửa đổi sự sai trái hành vi, ngôn ngữ của chính mình. Thông qua bất kỳ phương pháp nào mà đạt được mục đích này, đó là tu hành. Vì thế, trên đây nói tụng kinh, lạy sám, ăn chay, niệm Phật. Tu những pháp này thật sự giúp cho thân tâm chúng ta được an lạc, yên ổn. Do đó, nó cũng là một phương pháp tu hành, nhưng không phải mục đích của sự tu hành. Việc này chúng ta phải hiểu rõ rồi mới thực hành. Còn về tu thần thông, theo Phật giáo chỉ chủ trương nhân duyên, quả báo. Tất cả mọi việc đều do nghiệp lực trong đời quá khứ lôi kéo mà chịu quả báo hiện tại. Chúng ta muốn tương lai thoát khỏi thì cũng phải dựa vào sự nỗ lực của chính mình mới dần dần chuyển biến tốt đẹp. Nếu chúng ta dựa vào thần thông thì chẳng giúp được gì. Có rất nhiều người hát Phạm Bái rất hay. Phạm Bái là bài hát hay kệ tán thán đức hạnh của Đức Phật. Họ tụng kinh, trì chú cũng rất thành thạo. Như thế tất nhiên là rất tốt, nhưng đây chỉ là bước đầu vào cửa tu hành. Đó gọi là tụng kinh không bằng hiểu kinh không bằng thực hành theo kinh dạy. Kinh điển dạy chúng ta phương pháp tu hành. Chúng ta biết phương pháp, hiểu rõ phương pháp, vẫn phải từng bước thực hành chính xác thì mới đạt được lợi ích tu hành. Nếu như trong cuộc sống hàng ngày, trong lúc làm việc mà chúng ta vẫn giống như trước đây, động một tí thì oán trời trách người, càu nhàu suốt ngày. Như thế thì biểu hiện ăn chay, tụng kinh chỉ là công phu bề ngoài. Còn về sửa đổi thói quen, hành vi và quan niệm của mình thì không có chút mảy may nào. Chúng ta phải sửa đổi hành vi và quan niệm. Đó chính là sửa đổi những thói hư tật xấu như tham, sân, si, mạn, nghi, vân vân. Khi sống chung với mọi người, không những chúng ta phải dùng tâm từ bi bao dung, tha thứ lỗi lầm của người khác, mà còn phải phát huy thông minh, tài trí của mình thì mới đem thành quả cống hiến cho mọi người. Bất cứ chỗ nào, lúc nào, chúng ta thường vận dụng lý tính và trí tuệ để giải quyết các loại phiền não. Cho nên, một người tu hành có định lực mạnh mẽ, chẳng những đối với mình có lợi ích, mà hành vi cử chỉ của họ cũng nhất định làm lợi ích cho người khác. Trước đây, có chị vợ đến cầu xin tôi giúp đỡ do chồng chị mê nhậu nhẹt, cờ bạc. Mỗi lần anh ta nhậu trở về nhà thì gây ồn ào, không những gà bay, chó chạy trốn mà ngay cả các con cũng sợ khi thấy bà về. Tôi hỏi, vậy chị có muốn ly hôn không? Chị nói, dạ con hy vọng tìm cơ hội để cứu vãn cuộc hôn nhân và mái ấm gia đình. Tôi đề nghị chị hãy chí thành tụng 20.000 biến chú chuẩn đề thì có khả năng chuyển biến tốt. Kết quả, chồng chị vẫn nghiện rượu như ngày nào, chẳng có thay đổi chút nào. Ngược lại, chính chị thay đổi. Chị nói sau khi tụng 20.000 biến chú chuẩn đề, thấy tâm mình an ổn, tâm hoàn toàn yên tĩnh, thì tâm từ bi và tâm trí tuệ giống như nước suối tuôn ra. Suốt ngày, chị không còn trách mắng chồng nữa, cũng không than thở số phận hẩm hiu, gặp phải ông chồng hung hăng cờ bạc. Lúc này, chị hết lòng nuôi dưỡng 3 đứa con, vẫn bảo các con chấp nhận sự không biết hối cải, ngu si đáng thương của ba. Do đó, mỗi lần chồng chị uống say xỉn về, chị và các con không chạy trốn, cũng không cãi nhau. Cả 4 mẹ con ân cần chăm sóc, sự quan tâm xuất phát từ đáy lòng họ. Dần dần, chồng chị biết hối cải, cảm thấy hổ thẹn khi gây ồn ào trong nhà. Bầu không khí trong gia đình chị cải thiện từ từ. Thế nên, tu hành chính là thay đổi tận gốc thói quen của chính mình, để mình là một người có lý trí, có trí tuệ. Thay đổi mình là tâm thái an nhiên khi đối diện hoàn cảnh. Như thế, khi gặp hoàn cảnh xấu, chúng ta cũng bình thản đối phó. Làm được như thế, không những giúp cho thân tâm chúng ta được an lạc, mà còn giúp cho người thân mở rộng trí tuệ, đạt được thân tâm an lạc. Đây chính là tu hành. Bài 8. Thân thể của bạn có phải của bạn chăng? Khi có tình huống tâm chẳng phải do mình, cho dù tâm không thể điều khiển thân, hoặc thân không chịu sự chỉ huy của tâm, như thế không phải tự tại thật sự, nếu bỏ mặt thân thì là sai lầm. Có một lần chúng tôi đang tổ chức thiền thất, khi ấy có một vị tỷ khưu đi kinh hành. Mọi người đều đi chậm thong thả, chỉ có tỷ khưu này đi cứng đơ, hình dáng rất buồn cười, giống như tượng gỗ. Tôi đi qua nhìn thầy, mắt thầy đang nháy. Tôi nhìn thầy, thầy cũng nhìn tôi. Tôi hỏi, thầy đang nhập định phải không? Thầy nói, dạ con không nói được. Điều này chẳng phải có chút kỳ lạ. Rõ ràng thầy đang nói mà thầy bảo nói không được. Tôi hỏi, như thế chẳng phải thầy đang nói đó sao? Dạ con không được động. Chẳng phải miệng thầy đang động? Thân con không được động. Con cảm giác nó không phải con, chẳng phải thân thể con. Hiện tại con là người tự do, cho dù thân thể bỏ mặc con cũng chẳng quan tâm đến thân thể. Đây là cảm giác sai lầm, không phải thân, nên thầy không nhận sự quan tâm, là tâm của thầy cố ý không quan tâm đến thân của thầy. Thầy cho rằng thân và tâm tách ra. Kỳ thật, thân tâm của thầy đều không có tách ra. Có rất nhiều người cho dù không còn công phu tu hành, nhưng cũng có kinh nghiệm như thế, giống như thân không chịu tâm chỉ huy, không nghe tâm sai khiến. Dường như thân tâm tách rời, mạnh ai nấy làm. Nếu như bạn có ảo giác như thế, thì chứng tỏ công phu tu hành của bạn sai lầm. Bởi vì công năng tu hành là phải làm thân tâm hợp một. Bất cứ lúc nào, nơi nào cũng luôn nhắc nhở, buông xả. Khi thân bị đau ốm, tâm vẫn phải tự tại, không nên vì thân đau ốm mà tâm buồn phiền. Như thế không gọi là thân tâm tách rời, là thân tiếp nhận sự ảnh hưởng và chỉ huy của tâm. Thân tâm hòa hợp nhau. Tâm muốn thân làm gì thì nó làm thế đó. Vì thế, có những bậc chân tu có năng lực làm chủ thân tự do tự tại. Hiện ra các thứ thần thông, đó chính là thân làm theo tâm. Tôi không có thần thông, công phu tu hành của tôi cũng không giỏi, cho nên tôi thường hay mỏi mệt, rất suy yếu. Ngay cả lúc bị bệnh, tôi vẫn thuyết pháp, khai thị cho mọi người, hoặc tiếp khách như thường. Đợi đến khi giảng kinh xong, khách ra về, tôi phải nằm nghỉ liền, thân như không có xương. Tôi đợi đến lúc có việc khác đến thì lập tức ngồi dậy. Năng lực này là gì? Là năng lực của tâm. Năng lực này mỗi người đều có thể hiểu rõ nhờ công phu luyện tập tu hành. Tôi không có năng lực mạnh mẽ, nhưng có thể làm được, nên tôi tin người bình thường chỉ cần luyện tập thì cũng có thể làm được. Tôi nghĩ mọi người đều tin nguyên lý tướng từ tâm sinh, tướng theo tâm mà thay đổi. Một người có thể tu dưỡng tính tình từ bên trong và thay đổi hình dáng tướng mạo bên ngoài. Do đó, một người tu hành tâm thanh tịnh, ít muốn, nghiêm trì giới luật, có tâm từ bi, thì hình dáng và tướng mạo của họ liền thay đổi, khiến cho mọi người nhìn thấy họ liền sinh tâm hoan hỷ. Cho nên, khi bạn phát giác thân mình không nghe theo tâm, nhưng có tình huống tâm không do mình, cho dù tâm không thể điều khiển thân, hoặc thân không chịu sự chỉ huy của tâm, như thế thì không phải tự tại thật sự. Nếu bỏ mặc thân thì là sai lầm. Chúng ta phải cẩn thận phân biệt. Bài 9. Nghiệp báo của cá nhân thì cá nhân tiêu trừ. Sinh tử phiền não của mỗi người đều phải dựa vào sự tu hành của chính mình mà được giải thoát. Cho dù thân như cha mẹ, anh em cũng không thay thế được. Giống như ăn cơm, mình ăn thì mình no, không có ai có thể ăn giúp ai được. Tôi thường nghĩ xã hội ngày nay thật là không thể nghĩ bàn. Việc gì cũng diễn ra rất nhanh chóng, ngay cả việc tu hành cũng không ngoại lệ. Có rất nhiều người đều cho rằng tìm đến một vị đại sư sẽ có một phương thuốc bí truyền thì có thể thành Phật lập tức. Làm sao có việc tùy tiện như thế? Tất nhiên, chúng ta cũng không thể trách mọi người có cách nghĩ như vậy. Chúng ta xem trong Kinh Lăng Nghiêm, thấy Tôn giả A Nan sám hối trước Đức Phật. Bạch Đức Thế Tôn, con cho rằng ở bên cạnh Đức Phật thì sẽ được thời cơ rất thích hợp. Ngài sẽ ban cho con trí tuệ giải thoát sinh tử. Kết quả là Đức Phật vẫn phải hết lời khuyên bảo, khéo léo dắt dẫn từng bước, chỉ đường giải thoát cho tôn giả, giúp cho tôn giả tự nhận ra bản tâm thanh tịnh, dựa vào giác ngộ nơi chính mình để thoát sinh tử. Gọi là sinh tử của cá nhân thì cá nhân biết, nghiệp báo của cá nhân thì cá nhân tiêu trừ. Chính là nói, sinh tử phiền não của mỗi người đều phải dựa vào sự tu hành của chính mình mà được giải thoát. Cho dù thân như cha mẹ anh em cũng không thay thế được, giống như ăn cơm, mình ăn thì mình no, không có ai có thể ăn giúp ai được. Có lẽ mọi người đặt nghi vấn, tôi thường nói làm công đức hồi hướng cho bạn bè, người thân, vậy có mâu thuẫn không? Thật ra không có mâu thuẫn. Tôi nói thí dụ người thân qua đời, chúng ta trợ niệm giúp họ, đó là vì thần thức linh hồn của người chết vẫn còn. Chúng ta niệm Phật, họ nghe thấy nên họ cũng niệm Phật theo chúng ta, cho nên chúng ta có trợ giúp cho họ. Cũng có người vì bản thân gặp hoàn cảnh khó khăn nên muốn giúp họ tiêu nghiệp, liền đi lạy sám. Điều này có tác dụng không? Tất nhiên là có tác dụng, nhưng phải làm cho người đó bằng lòng tin tưởng thì hiệu quả mới mạnh, bằng không thì hiệu lực rất yếu. Đương nhiên, nguyên nhân lạy sám hối là có hiệu quả. Nhưng không phải nói chúng ta lạy sám hối rồi thì quả báo tội nghiệp của mình thì có thể đổ cho Đức Phật Bồ Tát là xóa sạch hết cả. Các ngài không thể chịu tội báo thay cho chúng ta, chỉ có năng lực giúp chúng ta là làm người đứng ra bảo đảm cam kết nợ nần chồng chất của chúng ta, tương lai sẽ trả hết dần dần. Trước tiên giúp cho chúng ta tạm thời vượt qua cửa ải khó khăn, hiện tại không đau khổ như thế. Chúng ta vẫn thường nghe nói, một người con xuất gia thì cửu huyền được siêu thăng. Thật ra là chỉ sau khi người con xuất gia, có thể dùng nhiều phương thức để cầu siêu cho tổ tiên, thỉnh ông bà về cùng nhau nghe Phật Pháp, tham gia hoạt động cộng tu, cho nên đạt được lợi ích từ Phật Pháp. Giống như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sau khi thành đạo, Ngài lên cung trời Đao Lợi thuyết Pháp cho vong linh mẹ. Ngài cũng về hoàng cung thuyết Pháp cho cha, giúp cho song thân được giải thoát. Đức Phật có thần thông quảng đại như thế, vẫn không thể làm tiêu trừ nghiệp chướng thay cho cha mẹ, chỉ có hướng dẫn cha mẹ tu hành. Huống gì chúng ta còn phàm phu tục tử. Vì thế, chúng ta không thể chịu quả báo thay thế cho bất cứ người nào, cũng chẳng có người nào chịu quả báo thay cho chúng ta. Chúng ta phải dựa đôi chân của chính mình, nỗ lực từng chút trong đời sống tu hành thì mới đáng tin cậy, mới đạt được giải thoát thật sự. Có rất nhiều người cầu thành tựu nhanh chóng, họ cho rằng tu hành cũng có thể đi đường tắt. Hèn nào ngày càng đông người tự phong mình là thầy, tự xưng mình có năng lực giúp cho mọi người khác khai ngộ, chỉ trong thời gian rất ngắn, giúp cho mọi người đạt được mục đích thành Phật. Nếu như nói theo chánh tín Phật Pháp thì đúng là dối mình, dối người. Chúng ta đừng để mắc lừa nhé. Bài 10. Giữ giới luật và tính không chấp trước. Tất cả danh lợi, tiền của, sắc đẹp ở thế gian, chẳng những người Phật tử chúng ta không bị đắm nhiễm mà còn phải tích cực cống hiến cho xã hội. Như thế mới là bộ mặt chân thật của Phật giáo. Hòa thượng Nhất Hưu uống rượu, ăn thịt. Hòa thượng Tế Công cũng là một người xuất gia có nhiều truyền kỳ sắc thái như thế. Hòa thượng Nhất Hưu là thiền sư Nhật Bản thuộc tông Lâm Tế, hệ phái Đại Đức Tự. Sư là một trong những thiền sư danh tiếng nhất của thiền tông Nhật Bản. Với phong điệu của một cuồng thánh, sư đã phá những phong cách tệ mạc trong những thiền viện lớn mà sư cho rằng đang trên đường tàn lụi. Cách sống và giáo hóa của sư vượt trên tất cả những tục lệ, và vì vậy có rất nhiều tích nói về sư, phần đúng, phần huyền hoặc. Hòa thượng Tế Công còn gọi là Tế Điên Tăng, Tế Điên Hòa thượng. Câu chuyện của hai vị này khiến cho nhiều người cho là Phật Pháp đã dạy mọi người không có chấp trước, thì trong tâm không có chướng ngại. Như thế thì các vị cao tăng ngộ đạo thật sự, cho dù không bị chấp vào những việc nhỏ nhặt, thân sống buông lung, nhưng cũng không bị ảnh hưởng đến sự tu hành thành tựu của các ngài. Trên sự thật, chúng ta đọc qua câu chuyện của hai vị này thật là xuất sắc, cảm động lòng người. nhưng chúng ta nhìn hành vi một vị cao tăng thì không thể cho là mẫu mực. Chúng ta phải biết Đức Phật là đấng giác ngộ, giải thoát, nhưng Ngài vẫn nghiêm trì giới luật và chưa hề buông lung. Khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, do có nhóm 6 tỷ khưu, trước khi chứng quả A-la-hán, các thầy sống phóng túng, cho nên Đức Phật mới chế giới luật, mỗi giới để thúc liễm hành vi của họ. Nhóm 6 tỷ kheo, còn gọi là lục quần tỳ kheo, là 6 ác tỷ kheo thời Đức Phật còn tại thế. Đó là 1. Nang Đà, 2. Bạc Nang Đà, 3. Ca Lưu Đà Di, 4. Xiển Na, 5. A Thuyết Ca, 6. Phất Na Bạc. Từ Ấn Độ, Trung Quốc, Tây Tạng đến Nhật Bản, các vị cao tăng đều nghiêm trì giới luật. Những người như Hòa Thượng Nhất Hưu, Hòa Thượng Tế Công là trường hợp đặc biệt rất ít có. Bậc có trí tuệ không có nghĩa là không giữ gìn oai nghi. Tôi biết hiện nay ở Đài Loan có các môn phái công khai uống rượu, ăn thịt, quan hệ nam nữ cũng rất tùy tiện, mà tự cho mình là thánh nhân đã chứng quả thứ 3, quả thứ 4. Theo truyền thống Phật giáo thì không thể chấp nhận hành vi này. Quả thứ 3 còn gọi là bất hoàn quả, là giai vị đã đoạn 3 phẩm sau trong 9 phẩm, tư hoặc cõi dục, không còn thọ sinh đến cõi dục nữa. Quả thứ 4 còn gọi là A-la-hán quả, là giai vị đã đoạn hết tất cả kiến hoặc, tư hoặc ở cõi sắc, cõi vô sắc, nhập niết bàn vĩnh viễn, không còn sinh tử lưu chuyển. Theo truyền thống Phật giáo thì không thể chấp nhận hành vi này, nhưng những người bình thường trong xã hội thì rất dễ bị họ lôi kéo. Truyền thống Phật giáo thì bị họ cho rằng đó là phái bảo thủ cố chấp. Kỳ thực, sự nhiếp tâm nghiêm trì giới luật vẫn rất an toàn. Vào khoảng năm 1980, ở nước Mỹ có rất nhiều người tự cho mình là thiền sư, thượng sư, đã được giải thoát tự tại, làm loạn quan hệ nam nữ và đồng tính luyến ái. Khi mới bắt đầu, vẫn có một số thanh niên nước Mỹ tiếp nhận, nhưng về sau, vị thầy của các tôn giáo này đều bị đam mê vào rượu ngon và gái đẹp, hoặc vì tham tiền và không làm rõ mối quan hệ đồng tình luyến ái, khiến xảy ra nhiều vấn đề rắc rối, nên các vị này đều bị đuổi ra khỏi đạo tràng. Từ đó họ bị thất bại. Kết quả, trong thời gian này, Phật giáo ở Mỹ bị suy yếu, ngay cả hệ thống Phật giáo Ấn Độ và Tây Tạng cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hòa Thượng Nhất Hưu và Hòa Thượng Tế Công thật sự không có ăn chơi trác táng như các vị sư này. Hòa Thượng Tế Công uống rượu nhưng tuyệt đối không ăn thịt chó, huống gì gái đẹp Ngài cũng không nhiễm. Trong xã hội có rất nhiều người chấp vào Phật Pháp một chiều mà phỏng đoán bậy, lại cho rằng đó là đúng theo tinh thần của Phật Pháp, cho nên mọi người phải chú ý phân biệt. Phật Pháp là đi vào cuộc đời giáo hóa thế gian và làm cho xã hội tốt đẹp. Tôn giáo cao cấp là tích cực tham gia xã hội. Tất cả danh lợi, tiền của, sắc đẹp ở thế gian, chẳng những Phật tử chúng ta không bị đắm nhiễm mà còn phải tích cực cống hiến cho xã hội. Như thế mới là bộ mặt chân thật của Phật giáo. Bài 11. Thế nào là hạnh Bồ Tát? Hạnh Bồ Tát là dừng ác, tu thiện, độ chúng sinh. Cụ thể thiết thực ngay trong cuộc sống hàng ngày, chính là phương pháp chung sống với người khác, với chính mình. Chúng ta muốn hiểu rõ thế nào là hạnh Bồ Tát, thì trước phải làm rõ thế nào là Bồ Tát. Chúng ta thấy trong kinh điển ghi lại, Bồ Tát không có hình tướng nhất định. Trước khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo, những đời sống kiếp trước, Ngài đã từng làm tỷ khưu, làm vua, làm dương tử, cư sĩ, cho đến làm các loài động vật như nai, trâu, voi, ngỗng, vân vân, đều được gọi là nhân hạnh thành Phật. Cũng chính là giai đoạn tu hành đạo Bồ Tát. Các vị Đại Bồ Tát như Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Địa Tạng cũng là như thế. Các ngài thị hiện rất nhiều hình tướng ở thế gian này để cứu khổ, cứu nạn cho chúng sinh. Khi chúng sinh cần Bồ Tát làm gì thì các ngài hiện ra thân hình ấy ở bên cạnh chúng ta. Vì thế, Bồ Tát không phải là vị thần ngồi ở trên cao, mà là thường hiện thân tướng phàm phu, ở thế gian tu hành tùy duyên giáo hóa chúng sinh. Cho nên, Bồ Tát chủ yếu giúp cho chúng sinh phát tâm Bồ Đề, nhưng không chấp vào hình dáng đặc biệt nào. Người nào phát tâm Bồ Đề là nguyện đoạn tất cả điều ác, nguyện tu tất cả điều thiện, nguyện độ tất cả chúng sinh. Lại nữa, hạnh Bồ Tát là phát nguyện tu học từ bi và trí tuệ. Do đó, chúng ta đủ biết ai cũng có thể trở thành Bồ Tát ngay hiện tại và thành Phật ở tương lai. Hạnh Bồ Tát là dừng ác, tu thiện, độ chúng sinh. Cụ thể thiết thực ngay trong cuộc sống hàng ngày, là một phương pháp chung sống với người khác, với mình. Cũng chính là nói, khi mình sống chung với người khác, thường khởi tâm từ bi, tôn trọng, biết ân, bố thí. Khi họ sống chung với mình, thì thường khởi tâm tinh tấn và tâm thanh tịnh, biết hổ thẹn, sám hối. Chính là bạn mới phát tâm Bồ Tát, tu học hạnh Bồ Tát. Điều đặc biệt tôi phải nhấn mạnh là hổ thẹn khác với tự ti, sám hối khác với hối hận. Khi chúng ta xem xét lại tâm niệm và hành vi của mình, nếu như việc đáng làm mà chúng ta không chịu làm, liền cảm thấy hổ thẹn và biết khích lệ, quyết tâm lần sau cố gắng làm. Còn đối việc không đáng phạm mà phạm, thậm chí họ vừa phạm sai lầm lại phạm nữa. Nếu họ biết sám hối, một mặt có thể kịp thời tỉnh ngộ sửa đổi lỗi lầm, một mặt cũng đủ can đảm chịu hậu quả, không chối cãi chạy tội, đùn đẩy trách nhiệm. Do đó, tâm hổ thẹn, tâm sám hối là hành vi tích cực, tự khuyến khích mình, tự xét mình và tự thẹn mình không bằng người, tự cho mình ở đâu cũng không bằng người. Nhưng có người không ngừng phạm sai lầm lại liên tục hối hận là tuyệt đối không giống nhau. Còn có một điểm cần nhấn mạnh là phàm phu chúng ta phát những nguyện Bồ Tát rồi là hài nhi Bồ Tát mới phát tâm. Hài nhi thì phải đi chưa vững, té rồi lại đứng lên rồi lại té. Phải học tập từ từ, trưởng thành dần dần. Cho nên chúng ta không sợ phạm lỗi lầm, lại không nên sợ không đủ năng lực. Chỉ cần xác lập phương hướng, tâm ý đã định, phát tâm ngày càng tiến bộ thì nhất định có ngày được thành tựu viên mãn. Chúng ta phải biết, mới phát tâm tuy khó, nhưng giữ vững lâu dài, tâm không thay đổi lại càng khó hơn. Phần đông mọi người phát tâm không kiên cố. Nếu chúng ta giữ được phát tâm lâu dài thì mới có tinh thần Bồ Tát thực tiễn. Bài 12. Tín tâm không thoái chuyển. Chúng ta đều là phàm phu, nhưng nếu chúng ta có tâm học tập theo Đức Phật, Bồ Tát thì phải thường khuyến khích mình, lười biếng rồi phải tinh tấn lên. Khi tham gia pháp hội, có rất nhiều người vừa xướng bài phát nguyện văn hoặc bài kệ sám hối thì không nén được, liền cảm động rơi lệ. Đây là trường hợp đang cộng tu, do đại chúng tu hành mà tạo ra bầu không khí, hoàn cảnh như thế. Hoặc là nội dung văn phát nguyện quá hay, làm cho mọi người cảm động. Đây là cảm động mình được hạnh phúc nên phát đại nguyện như thế. Cũng là vì cảm nhận được tâm từ bi vĩ đại của Đức Phật, Bồ Tát mà cảm động. Tình cảm này chưa hề qua lý tính suy xét. Có những người khóc đầm đìa nước mắt, nhưng trong tâm lại rất bình tĩnh. Khi theo học Phật thời gian đã lâu, hoặc là sau đó trải qua suy xét bình tĩnh, tình huống này sẽ mất đi. Không chỉ là văn phát nguyện hoặc kệ sám hối có năng lực xúc động như thế, mà còn những người đang trong sinh hoạt cộng tu, chỉ cần nghe luật thơ Phạm Bối liền cảm động. Hiện tượng này nhìn bề ngoài là chảy nước mắt, nhưng đó là cảm nhận ôn hòa, vui vẻ mà không phải là đau buồn. Người có phản ứng này nói chung đều có thiện căn. Khi họ mới bắt đầu học Phật khoảng vài tháng, thậm chí vài năm thì có phản ứng này là hiện tượng tốt. Có lúc tự mình ở nhà tu hành cũng sẽ như thế. Điều này rất bình thường, không cần để ý đến nó. Khi chúng ta ở trước Đức Phật, Bồ Tát cảm thấy mình nhỏ bé và yếu đuối. Đây là hiện tượng rất tự nhiên. Người có tâm hổ thẹn như thế thì mới có thể khích lệ mình nỗ lực không ngừng. Biết rõ mình nhỏ bé, không làm được việc thiện lớn như vậy, nhưng vẫn phải không ngừng phát nguyện rộng lớn. Trải qua một thời gian vẫn không làm được cũng là bình thường. có thể phát nguyện liên tục thì có mục tiêu và phương hướng để mình nỗ lực, để rèn luyện mình không ngừng cố gắng. Căn tánh phàm phu dễ sinh lười biếng. Chúng ta đều là phàm phu, nhưng nếu chúng ta có tâm học tập theo Đức Phật, Bồ Tát thì phải thường khuyến khích mình, lười biếng rồi phải tinh tấn lên. Có những người phát nguyện rất nhiều nhưng đều làm không được. Cuối cùng ngay cả phát nguyện cũng không hy vọng. Đó chính là tự ruồng bỏ mình, thật đáng tiếc. Bài 13. Đức Phật, Bồ Tát làm người bảo đảm. Lạy Phật, sám hối quả thực có trợ giúp tiêu trừ nghiệp chướng, nhưng tác dụng của nó là nhờ Đức Phật, Bồ Tát thấy bạn thật có quyết tâm và thành tâm bỏ ác làm thiện, nên các ngài đứng ra đảm bảo cho bạn. Sám hối có hai công năng. Một, xét lại lỗi lầm của mình, bỏ ác làm thiện, không làm việc ác nữa. Hai, bậc trượng phu dám làm, dám chịu. Phu dám làm, dám chịu,